Thưa quý vị và các bạn, và trong những cái ngày lang thang ở Tây Nguyên này thì tôi đã vô tình gặp một cái hồ nước đặc biệt, gọi là hồ nhưng mà thực ra nó chỉ bé như một cái ao thôi. Đường dẫn vào cái hồ này thì nó có một cái con mương, theo như ngôn ngữ miền Bắc mình gọi là mương, nhưng ở trong Tây Nguyên này thì người ta gọi là con suối. Và cái điều đặc biệt ấy là cái hồ nước này, cái ao này nó có nước trong vắt, trong như nước biển. Nó phải trong như nước biển của Nha Trang, thậm chí là có thể nhìn xuống dưới đáy được. Mà các bạn có thể thấy không, ở xung quanh này thì nó đều là đồi núi, là những cái dãy tiêu, dãy cà phê của người đồng bào dân tộc Mơ Nông ở trong này. Ở đây là địa chỉ tại xã Đắc Nờ Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông. Mà rõ ràng là cái ao này ấy, anh thấy nó rất là vuông vắn, chứng tỏ là mình đào, con người đào nên, chứ đâu có phải là do tạo hóa đâu, đúng không? Kìa kìa, nhìn thấy cả những cái rong rêu, cảm giác như là anh thấy cái gì trắng trắng ở dưới, cảm giác như là san hô ấy, em ạ. Thấy cả cỏ nhá, nó không khác gì biển cả.